cái channel của mình. Mình là Chun đây và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một ca khúc mang tên là Đi Về Nhà của anh Chachati và anh Đen Vâu nhé. Phần đầu tiên mình sẽ hướng dẫn là phần hợp âm nhé. Và mình sẽ để lại phần hợp âm và lời bài hát bên dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Và các bạn bấm vào đó các bạn xem nhé. Ok, chúng ta bắt đầu thôi nào. Ok, và tông gốc bài này là tông pha trưởng, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn ở tông đô trưởng nhé. Và các bạn có thể dùng capo nè, kẹp vào ngăn số 5. Đó, nó sẽ đúng cho tông gốc của bài hát nhé. Và các bạn nào hát thấp hơn á, có thể là kẹp ngăn 4, ngăn 3, đó, ngăn 2 chẳng hạn, để hát thấp hơn nhé. Còn các bạn nữ á, có thể là bỏ capo ra để quấn tông đô trưởng luôn nhé. Đó, và mình sẽ bây giờ mình sẽ kẹp vào ngăn số 2 nè, để mình vừa hát ví dụ, đó, vừa hướng dẫn các bạn nhé. Ok, âm đầu tiên chúng ta có là đô trưởng. Này, các bạn bấm ngón ở đây. Ngón ở đây, phần ngón ở đây. Đó, giải bass là gì? Số 5. Kế tiếp là âm son trưởng. Này, một ngón ở đây. Một ngón ở đây. Phần ngón úp vào ngăn số 3, dây số 1. Giải bass là gì? Số 6. Kế tiếp là la thứ. Này, các bạn bấm ngón ở đây. Một ngón ở đây, phần ngón ở đây. Đó, dây bass là dây số 5. Kế tiếp là âm rất đơn giản, mi thứ. Một ngón ở đây, và một ngón ở đây thôi. Dây bass là dây 6. Kế tiếp chúng ta có là rơi thứ. Đây, một ngón ở đây, một ngón ở đây, và một ngón ở đây. Dây bass là dây số 4. Và các bạn đánh từ dây số 4 trở đi nhé. Đó. Kế tiếp là pha trưởng. Đầu tiên ngón trỏ các bạn chặn hết khung số 1 này. Áp út vào đây, ngón út vào đây và ngón giữa vào đây. Đó, dây bass là dây số 6. Các bạn có thể bấm đơn giản hơn là pha mở. Đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây. Và ngón trỏ các bạn chặn cái khuôn số 1 của dây số 1 và dây số 2 luôn nha. Dây bass là dây số 4. Và cuối bài hát á, chúng ta có một cái đoạn lên tông. Và mình sẽ để cái hợp âm và lời bài hát ở bên dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Cho cái đoạn lên tông đó mình để dưới phần mô tả luôn nhé. Bây giờ chúng ta xem là bài này điểm những cái điều như thế nào nha các bạn. Cái bài này chúng ta đánh ở nhịp 2-4 và mình sẽ hướng dẫn các bạn từ cơ bản cho tới nâng cao luôn nhé. Đầu bài á, các bạn điểm một cái điều đơn giản như thế này thôi. Công thức là bass 3 2 1 3. Đó, dây 2 dây 1 các bạn sẽ móc đồng thời lên một lượt nhé. Đó, và nhịp 2-4 các bạn điểm nhịp như thế này. 1 cho các bạn nè. Bass 3 2 1 3. Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa. Thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Dẫu có muôn trùng qua, vẫn đôi sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Đó, tới cái đoạn cuối cùng á, nhà vẫn luôn là. Là cái đoạn này rơi thứ nè. Các bạn sẽ rải bát xong rồi 3 2. Đó, và chia cho son. Tiếp tục bát 3 2. Đó, riêng cái đoạn này các bạn sẽ đánh như vậy nhé. Bát 3 2 chuyển qua son, bát 3 2. Đó, nhà vẫn luôn là nhà. Về đô trưởng rải bình thường lại nha các bạn. Ok, và bây giờ tới đoạn rap. Thì cái đoạn rap này các bạn sẽ bắt đầu đánh sôi động lên một xíu bằng công thức như thế này. Bát 3 2 1, đập chết bát 3. Đó, chết ở đây là các bạn móc đồng thời dây 3, dây 2, dây 1 lên một lượt nhé. Đó, còn đập là đập ở đây. Con cái nè. Mình đọc lại công thức nhé. Bát 3 2 1 đập chết bát 3. Đó. Đây, mình ví dụ nè. Bát 3 2 1 đập chết bát 3 chuyển. 1 2 chuyển 1 2 chuyển 1 2 chuyển bát 3 2 1 đập chết bát 3. Lao vào đời mà kiếm cơm, lao vào đời
nơi tìm cơ hội. Những thanh tẩy thường lấp lánh, còn đêm thanh tẩy thường trơ trọi. Như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài, nhà thì vẫn ở đó đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà, biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở qua. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá, nhiều khi kiệt sức chỉ vì cố giữ mình không xấu xa. Cái đoạn rap các bạn sẽ đánh như vậy nhé. Và tới cái đoạn melody á thì các bạn sẽ quạt trả nha. Này, chia đôi như thế này. Ở đô trưởng các bạn sẽ quạt xuống xuống, đó là phách 1, phách 2. Các bạn chia cho son trưởng là lên xuống, lên xuống, xuống xuống lên, là phách 3, phách 4 nhé. Tương tự ở la thứ, xuống xuống, chia cho son trưởng lên xuống, lên xuống, xuống xuống lên. Tương tự như vậy ở pha trưởng các bạn sẽ quạt xuống xuống, đó chia cho mi thứ lên xuống, lên xuống, xuống xuống lên. Đó, kế tiếp là ri thứ xuống xuống, chia cho son trưởng lên xuống, lên xuống, xuống xuống lên. Đó, và vào điệp khúc quạt trả luôn nhé. Đó là các bạn mồi từ cái đoạn mà mang theo bao háo hức, đó là các bạn mồi qua điệp khúc nhé. Hoặc là điệp khúc các bạn đánh một công thức nó sẽ nâng cao một xíu, nó là ba. Đây mình ví dụ một đoạn trước nhé. Và bây giờ mình sẽ đọc công thức cho các bạn nhé. Đầu tiên nè, ở đô trưởng là các bạn đánh như vậy. Bam, lên, xuống, lên, đập, lên, xuống. Đó, thì lên xuống các bạn lên xuống bằng hai ngón này nè. Đó, lên xuống bằng 3 dây chét nhé. Còn bam là các bạn sẽ quấn đồng thời cái mu bàn tay nè vào thùng đàn, đồng thời búng hai ngón này ra. Vào thiên về các dây 4 3 2 1 nha các bạn. Đó, bam lên xuống, lên đập lên xuống. Đó là cái đoạn đó quýnh ở đô trưởng. Sang son trưởng là các bạn sẽ lên nè, lên nghỉ, lên bam bam đập lên xuống lên. Đó, mình đọc lại nè, ở cái đoạn này là son trưởng nhé. Lên, nghỉ, lên, bam, bam, đập, lên, xuống, lên. Đó là hai cái bam á liên tiếp với nhau là bam kép các bạn. Nè, lên, nghỉ, lên, bam, bam, đập, lên, xuống, lên. Đó là đập, các bạn sẽ đập ngón cái vào đây nè. Đó, lại nhá, bắt đầu trưởng nè. Bam, lên, xuống, lên, đập, lên, chuyển qua son trưởng, lên nghỉ, lên bam bam đập lên xuống lên. Đó, tương tự như vậy ở la thứ là các bạn sẽ quýnh, ở la thứ các bạn sẽ quýnh giống đô trưởng. Bam lên xuống, lên đập lên xuống. Đó, chuyển qua mi thứ hoặc là son trưởng lại sẽ là cái đuôi cuối cùng, cái đuôi cuối đó, là lên nghỉ, lên tự như vậy. Ở pha trưởng cũng như vậy luôn, bam lên xuống, lên đập lên xuống,
chia cho mi thứ. Lên nghỉ lên bam bam, đập lên xuống lên đó, và rơi thứ cũng chia cho son trưởng luôn đó. À mình quýnh lại nè. Rơi thứ các bạn, nhà vẫn luôn là đó, là rơi thứ các bạn sẽ bam nghỉ bam, chuyển qua son trưởng tiếp tục bam nghỉ bam đó, nhà vẫn luôn là nhà đó, bam lên chuyển qua son trưởng bam lên đó, nhà vẫn luôn là nhà. Ok, và phần cuối cùng mình hướng dẫn các bạn sẽ là phần intro nhé. Và mình sẽ lấy cái giai điệu của phần điệp khúc để vào intro hướng dẫn các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng đoạn nha các bạn. Đầu tiên các bạn bấm thế đô trưởng nè. Đó, chập dây 5 cộng với là dây 3, dây 2. Đó, chập dây 5 và dây 3, dây 2 nhé. Một lượt. Xong rồi móc 3 lần dây 3, dây 2 lên. Kế tiếp các bạn chuyển ngón áp út lên ngăn số 3, dây số 6, chập dây số 6 và dây số 1 buông. Đó. Xong rồi bấm ngón út vào ngăn số 3, dây số 1. Và các bạn móc 2 lần dây số 1 và dây số 2 lên một lượt luôn nhé. Đó. Rồi xong các bạn móc dây số 3. Lại nè. Chập. Xong rồi bấm ngón út vào, móc 2 lần. Xong móc dây số 3. Đó. Đoạn kế tiếp các bạn sẽ bấm ngón út vào ngăn số 7 nè. Đó. Và các bạn chập dây số 5 cộng với dây số 1. Rồi các bạn đồng thời cái ngón út này nè, các bạn kéo lên ngăn số 8 luôn nhé. Nè. Đó. Sau khi các bạn chập xong á, đồng thời kéo lên luôn, slide lên luôn. Đó. Hoặc là ngón áp út cũng được. Kéo lên nè. Chập, kéo lên. Rồi xong bên đây móc một lần nữa. Lên ngăn số 8 nè, móc một dây 1 lên lần nữa. Và xong lui về. Ngăn 7. Móc lần nữa, đó. Kế tiếp các bạn sẽ buông ngón ra luôn. Móc dây số 1 buông nè. Rồi xong rồi bấm ngón áp út vào ngăn số 3, dây số 1. Chập dây số 6 và dây số 1. Đó. Kế tiếp các bạn sẽ móc dây số 3. Kế tiếp móc đồng thời 2 dây 1, 2 luôn. Rồi móc tiếp tục dây số 3 lần nữa. Đó, cả đoạn như thế này các bạn. Đó. Tới đoạn kế tiếp các bạn sẽ bấm một ngón trỏ vào ngăn số 3 nè, dây số 4 và ngón út vào ngăn số 5, dây số 1. Đồng thời các bạn chập dây số 4 và dây số 1 lên nhé. Đó. Sau khi chập xong á, các bạn móc dây số 3 nè. Rồi sau móc 21.
Rồi xong tiếp tục móc dây số 3. Đó. Rồi xong chuyển về ngón giữa nè. Các bạn bấm vào ngăn số 3 dây số 1. Tiếp tục chập dây số 6 và dây số 1. Rồi xong rồi móc dây số 3 lên. Kế tiếp móc 21. Tiếp tục móc dây số 3. Đó, lại hai đoạn này nhé. Trỏ ở đây cũng được nha. Nè. Đó. Kế tiếp các bạn bấm thới rơi thứ nè. Chập dây số 4 và dây số 2. Sau khi chập xong, các bạn sẽ sử dụng kỹ thuật Hamilton ở ngăn số 1, dây số 1 luôn. Là các bạn sẽ móc dây lên và đồng thời bổ cái ngón trỏ vào ngăn số 1 nè. Đó. Và cái tiếp các bạn buông ra móc dây 1 lên lần nữa. Đó, lại nè, chập. Đó, lại một lần nữa, chập. Hamilton, buông ra. Đó. Đoạn kế tiếp các bạn sẽ nhấc ngón trỏ lên ngăn số 1, dây số 2. Và kỹ thuật Hamilton ở ngăn số 3 nhé. Nè. Các bạn móc dây lên nè, đồng thời bộ ngón áp út vào ngăn số 3, dây số 2 nhé. Rồi đồng thời, kế tiếp các bạn chuyển ngón giữa lên đây luôn. Nè, chuyển ngón giữa lên đây. Lên ngăn số 3, số 6 và chập dây số 6 vào dây số 2. Đó. Sau khi chập các bạn móc 4, móc dây 4 nè. Rồi móc 3, 2. Tiếp tục móc dây 4 lần nữa. Đó. Đó, lại cái đoạn rơi thứ sang son trưởng này các bạn. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ quấn lại toàn bộ cái đoạn đầu tiên trước nhé. Rồi mình sẽ tập cái đoạn thứ hai sau nhé các bạn. Sẽ tập tiếp cái đoạn thứ hai. Thì cái đoạn thứ hai á, nó cũng tương tự thôi. Nó chỉ khác từ cái đoạn mà vật đổi sau giờ thôi. Còn cái đoạn mà trước đó là giống các bạn. Này cái đoạn này nè. Đó, giống tới đây nhá. Các bạn có thể xem lại cái đoạn trước nhá. Đó, ở cái đoạn này là cái đoạn pha trưởng nè. Các bạn tiếp tục bóng cái thế này. Ngón trỏ vào đây, ngón út vào đây. Các bạn sẽ chập 2 dây, dây 4, dây 1. Xong rồi móc dây 3. Xong rồi kéo lên ngăn số 8 nè. Móc lên dây 1. Kế tiếp các bạn sẽ móc dây số 3 buông. Đó, và lùi ngón về đây. Lùi ngón về ngăn số 3, dây số 1. Chập dây số 6 và dây số 1. Đó, kế tiếp móc dây số 3. Đó, và buông ngón ra, chập dây 1, dây 2. Tiếp tục móc dây số 3. Đó. Đây, mình quấn chậm lại cho các bạn nhé. Này, chập nè. 3. Kéo lên ngăn 8, móc. Tiếp tục móc dây 3. Kéo về, chập. Móc dây 3. Rồi 2, 1 dây 3. Và đoạn cuối cùng là các bạn bấm rơi thứ nè. Chập dây 4 và dây số 2. Đó. Kế tiếp móc dây số 1. Đó, chuyển lên. Áp út chuyển lên ngăn số 3. Dây số 6, chập dây số 6 và dây số 1. Đó. Và Hamilton ở ngăn số 1, dây số 2. Sau khi Hamilton xong á, các bạn bấm thế lưu trưởng, chập dây số 5 và dây số 2. Rồi móc 4, 3, 2, một lượt, đó, rồi tiếp tục móc dây 4, rồi quạt xuống. Đó, nè. Nhà vẫn luôn là nhà vẫn.
lần nữa nè. Amion chập đó. Và bây giờ mình sẽ quýnh lại toàn bộ cái intro này cho các bạn xem nhé, để các bạn có thể tua chậm lại, các bạn tập lại nhé. Kết thúc video của mình tại đây. Nếu bạn nào thấy hay cho mình một like, một subscribe, một share nhé. Và mình sẽ để lại phần ngữ âm và lời bài hát bên dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Các bạn có thắc mắc gì các bạn comment cho mình biết nhé. Và chúc các bạn thật là thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp nhé. Ayo, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.